Sunny thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Dog. Hôm nay là mùng 9 Tết, tức là mùng 9 tháng 2, 2022. Sunny đang đứng trước lăng ông Lê Văn Duyệt. Cứ mỗi độ xuân về Tết đến thì bà con ở khu vực gia đình tới đây thờ cúng viếng ông và cầu sự bình an, sinh khỏe đầu năm. Đây là một cái nơi ghi nhiều cái hoài niệm của anh chị và các bạn. Và Sunny hôm nay cũng rất là vui thực hiện các clip này để chúng ta nhìn lại lăng ông Lê Văn Duyệt ngày mùng 9 Tết như thế nào anh chị ha. Nó có khác lạ so với ngày xưa hay không? Cái hướng này là con đường Vũ Tùng, xưa là Châu Văn Tiếp và Phan Đình Phùng anh chị, hướng vào chợ Bà Chiểu. Và bây giờ thì Sunny cũng rất là vui mời anh chị chúng ta sẽ cùng rảo bước viếng lăng ông Lê Văn Duyệt. Và nhân dịp năm mới thì Sunny cũng kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống, một năm an vui, bình an và an lành, vạn sự như ý. Cái cổng vẫn như xưa anh chị. Nơi đây vẫn còn tồn tại rất là nhiều cây thốt nốt, hai bên thì bán nhang đèn, chim phóng xanh, rồi sinh khỏe đầu năm, bán lá số tử vi. Và chúng ta sẽ cùng vào. Đối với mùng 7 Tết á, thì có lễ hạ niêu mà Sunny xin lỗi anh chị, Sunny bận công việc thì không có cập nhật gửi anh chị. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau viếng nha, viếng lăng ông. Ở đây thì có thư pháp, phố ông đồ. Đối với cái địa điểm lăng ông Bà Chiểu được xây dựng năm 1914, tới bây giờ thì 107 năm rồi anh chị, rất là lâu. Cây thốt nốt nè, Sài Gòn còn sót lại cây thốt nốt nơi đây. Đi rất là nhiều anh chị, nhưng mà chỉ có nơi đây thì có cây thốt nốt thôi. Khoảng công viên, đây là những bức thư pháp với những cái câu như là hạnh phúc, bình an, phúc lộc thọ, nhiều chữ, nhiều chữ đẹp lắm. Cội nguồn phúc nhân nghĩa, tính hạnh phúc, bình an. Ngày xưa thì không biết những ngày Tết như thế nào thì cô chú anh chị ở gia đình cái gì chia sẻ với Sunny nha, để Sunny học hỏi thêm để có một kiến thức tổng quát để cái làm nội dung nó chu đáo hơn. Thổi vàng tài lộc 30 ngàn, thịt
chi lạc, vòng đeo tay 50.000, đã đeo 15.000, đây là khu vực lăng ông, và một anh ngồi ngay gốc để bán nhang đèn giấy tiền vàng bạc để mọi người viếng. Trước khi vào viếng ông thì Sunny sẽ ra khu mộ ông. Những họa tiết rất là đẹp anh chị, nó được ghép bởi những cái miếng sành sứ. Tảng đá ong từ ngày xưa đến giờ. À, xa xa thì chúng ta thấy con đường Lê Văn Duyệt. Ngày xưa thì con đường này là con đường mang tên Đinh Tiên Hoàng, nhưng mà cách đây 2 năm đổi lại thành tên Lê Văn Duyệt, trả lại tên giống như ngày xưa anh chị. Về phần mộ của ông được ổn định từ năm 1848, được chôn cất ở đây.
lăng mộ của ông thì rất là sạch sẽ, rất là trang nghiêm. Bây giờ thì mời anh chị đi vào lăng bên trong nha anh chị ha. Thank you.
Sau khi mời anh chị và các bạn đi viếng Lăng Ông Lê Văn Duyệt, và tới đây thì chúng ta không thể nào quên chợ Bà Chiểu, thì để coi không khí bà con buôn bán ở chợ Bà Chiểu đầu năm như thế nào ở vùng đất Gia Định này, thì Sunny sẽ mời anh chị chúng ta đi một vòng chợ Bà Chiểu anh chị ha. Nơi phía trước thì người ta bán nhang đèn, giấy tiền, vàng bạc, hàng mã và chim phóng sanh. Và đây là con đường phụ tùng trong tiếp ngày xưa. Thì Sunny mời anh chị chúng ta sẽ cùng đi với Sunny nha, để coi đầu năm chợ Bà Chiểu buôn bán như thế nào. Thì mong sự bình an tới muôn nơi, nơi những bà con kiều bào cũng giống như trong nước, lúc nào cũng an vui, sức khỏe, bình an. Trên toàn thế giới sẽ thoát qua cơn dịch bệnh, cuộc sống trở lại bình thường. Thì như thông tin ngày hôm qua, xin đi cập nhật thì số ca nhiễm cao nhất từ lúc bùng phát đến giờ chị, trải qua cái dịp lễ hội cái Tết bà con nghỉ du xuân, số lượng cập nhật rất là cao nhất khi bùng phát. Điều đó cũng là một mối lo, nhưng mà Sunny suy nghĩ rằng số lượng đó nó sẽ cao hơn, tại một số người thì người ta bị nhiễm tự trị ở nhà, mua thuốc về uống, tự cách ly ở nhà, không khai báo, thì số đó nó sẽ cao hơn. Đây là cái cảnh chợ Bà Chiểu vào mùng 9 Tết nè anh chị. Bây giờ thì khoảng 9 giờ 15 phút.
đi một vòng chợ thôi. Còn lòng chợ thì cũng buôn bán quần áo như xưa, nhưng mà tất nhiên lòng chợ thì cái mặt hàng quần áo thì nó không thiết yếu, nên lòng chợ vắng, chỉ là có những con đường như là Châu Văn Tiếp bên hông chợ thì rất là đông, bán trái cây, bán thịt thà, mắm muối, cuộc sống hàng ngày anh chị, phục vụ cho cuộc sống hàng ngày, những cái thờ cúng. Hôm nay là ngày mùng 9 là vía trời, mùng 10 là vía đất, cúng ông thổ địa, ông thần tài, vía ông thần tài luôn. Ngày mai thì người ta mua vàng cũng rất là nhiều, vàng mấy bữa nay thì nó tăng, bây giờ thì nó tăng hơn so với giá cũ trước Tết là 650.000 một lượng, một lượng bây giờ là 63,5 triệu Việt Nam đồng. Anh chị tự suy 1.000 đô là 23 triệu đó, khoảng 23 triệu. Cảnh mua bán ở bên phải thì nó có con đường ngày xưa thì mang tên là con đường hàng dừa 1, hàng dừa 2, hàng dừa 3. Cái chợ này nếu mà nói về vị trí năm xưa thì nó nằm kế bên những cái kênh rạch, từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đi vào đây. Cái việc giao thương mua bán ngày xưa anh chị cũng biết, tất cả các chợ cũ nó nằm men theo kênh rạch để cái việc vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn. Nhưng mà qua thời gian thay đổi thì bây giờ những kênh rạch nó trở thành một con đường rồi. Đây khu vực chợ, bên phải thì bán thịt cá, bây giờ chúng ta sẽ đi bên hông chợ, một lát đi bên hông bên kia. Ở đây thì khu vực bán trái cây, thức ăn, chợ rất nổi tiếng của vùng đất Gia Định. Bất cứ người con sinh ra và lớn lên ở vùng đất Gia Định này đều nhớ chợ Bà Chiểu, khu vực lăng ông Bà Chiểu, bánh xèo Bà Chiểu nè, đó quá trời ăn uống. Bây giờ thì đi ngang qua hàng ăn, tới phần trái cây sạp phô. Nơi đây thì có những con đường song song đều bán quần áo cũ, còn gọi là quần áo sida. Bán bưởi quá trời bưởi cả, bưởi ép, bưởi tươi.
À rồi rồi đi. À con có tập chua, tập bột lọc, tập chai. Định đi vào lòng chợ. Dạ đây. Cô xuống đi đã, thang thang để cho. Không có ngõ vô. Không có ngõ vô lòng chợ. À, cũng tùy duyên anh chị. À, cái chị đó nói không đi được thì đồng nghĩa là mình không có quay bên lòng chợ, không có duyên với lòng chợ. Rồi đây là Lê Quang Định nha. À, trước chợ. Rồi chúng ta sẽ đi con đường Bùi Hữu Nghĩa tiếp tục. Và thông xe. Ông anh và bác ở cái chung cư đối diện. Rồi, con đường này sẽ tới Bùi Hữu Nghĩa và tới nhà thờ Thánh Mẫu. Anh chị để ý nha, con đường này con đường một chiều. Những người đi mà xuôi theo cái chiều đi của Sinh Y đó là đi ngược chiều. À, nếu mà chúng ta đi như thế thì ở dưới kia có một cái nơi công an giao thông thổi phạt. Cái hai là cũng rất là nguy hiểm. Cái thứ ba là nó sẽ ùn ứ giao thông. Mọi người thì cứ đi thôi anh chị. À, xin lỗi anh chị trước thì vì cái dịch cúm nên là Sinh Y cũng không có đi du lịch được. Nên chính vậy nó chỉ có những cái video, nó không có phải là nghệ thuật. Nó chỉ là những bước chân âm thầm của Sinh Y đi khắp nơi ở vùng đất Sài Gòn này để ghi nhận cuộc sống hàng ngày trôi qua một cách nhẹ nhàng. Có gì hay hay cập nhật cho anh chị. Nó không phải là một cái video clip nghệ thuật. Nó giống như là một cái quyển nhật ký bằng video của Sinh Y. Rồi nó có sự đồng cảm, đồng điệu giữa cô chú, anh chị và các bạn. Nên chúng ta nhìn Sài Gòn trôi qua một cách rất là nhẹ nhàng. Và cầu mong sự bình an sẽ tới muôn nơi. Vì ngày nào đối với những người con gia đình hiện tại đang sống ở gia đình, ngày nào cũng đi chợ Bà Chiểu, và khi mà mở cái clip này ra thì mình cảm thấy nó thật là chán, thật là boring. Đặc để khi mà mình không ở gia đình nữa, mình tới một nơi khác mình sinh sống hoặc là đang định cư nước ngoài thì hình ảnh này nó cảm thấy rất là vui. Khi mà cập nhật nhìn thấy bà con đi mua bán, mọi người đi du xuân, cái hình ảnh này là vui lắm rồi anh chị. Chứ mà cách đây ví dụ như khoảng tháng 7, tháng 8 thì chợ Bà Chiểu lóc lại, và hy vọng là Nhâm Dần 2022 thì những hình ảnh đó không tái diễn nữa. Tái diễn thì cuộc sống thì khó khăn. Tây làm hàm nhai. Việt Nam còn nghèo lắm anh chị. Mình nhìn thấy khu vực triệu đô, nhà lầu, xe hơi, nhà hàng,
đó là một cái bề nổi. Nhưng mà khi đi giống như Sydney như thế này thì có rất là nhiều người khó khăn. Đây là Phạm Nhai. Xà lách 15.000 một ký, bó xôi, cổ qua 10.000 một ký, gà chua 8.000 một ký. Thôi bán đủ thứ hết. Bán mận cầu. Rồi tới đây thì Sunny cũng rất là vui thực hiện các clip đầu xuân dẫn anh chị viếng lăng ông Lê Văn Việt và cập nhật hình ảnh chợ Bà Chiểu với cái việc mua bán nhộn nhịp đầu năm của bà con tiểu thương. Và thông qua cái clip này, Sunny cũng kính chúc bà con tiểu thương ở chợ Bà Chiểu một năm phát đạt, phát tài, mua may bán đắt và không quên. Kính chúc cô chú anh chị và các bạn có nhiều niềm vui, hạnh phúc, an lành trong cuộc sống. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái clip sau. Xin đi, bye bye anh chị, hẹn gặp lại trong video clip kế tiếp.